Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu của bạn là sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nhé. Note 8 hôm nay mình về được 4 cây, 1, 2, 3, 4, 4 cây Samsung Note 8. Và tính năng đầu tiên của Samsung Note 8 thì rất là hay, các bạn có thể là gõ màn hình đây. Đấy, đây, nó sẽ hiện lên là ngày, giờ và tháng năm các kiểu nhé, ABC. Các bạn gõ lần nữa vào đây là sẽ là đây, hay là vào đây sẽ gõ mở khóa màn hình nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, Note 8 đấy, rất nhiều tính năng rất là hay. Này, Note 8 này. Này, Note 8 thì mình sẽ nói sơ qua qua về số hình đây. Samsung Note 8 đấy ạ. Đấy, Samsung Note 8 thì của nhà mình nay về được 4 cây là bản 4 cây bên mình đều là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. 4 cây là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. 3 cây này bản Hàn này. 3 cây này bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Và một cây này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Công ty mặc định của Việt Nam thì nó đã 2 SIM. Con này thì bản công ty các bạn nhé. Đấy, con này thì bản công ty luôn này. Con này là bản công ty Việt Nam, 2 SIM 2 sóng. Còn bạn này là bản Hàn nhé. Ba con này là máy Hàn Quốc nhé. Ba con này là máy Hàn Quốc ạ. Đấy, Samsung Note 8 đấy ạ. Đấy, máy màu đen. Con bản công ty này thì màu đen, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và Samsung Note 8 thì mình giới thiệu qua bạn thì là màn hình của nó nhé. Màn hình của nó là màn hình gì nhỉ, 6,3 inch tràn viền. Đấy, 6,3 inch tràn viền. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Chip của nó là chip Exynos 8890. Đấy ạ. Đây, và hỗ trợ Note 8 thì hỗ trợ rất nhiều tính năng này. Mở khóa nhờ, nhận diện khuôn mặt này, mông mắt này, vân tay, rất nhiều tính năng mở khóa. Và thiết kế nó là hai đèn camera này, hai camera kép này, một đèn flash và vân tay này, khuôn mặt các kiểu. Note 8 mà lúc thời điểm nó mới ra ấy, nó gần 30 triệu cơ. Ngang mấy con Vision, mấy con Lead bây giờ cơ. Đấy, 30 triệu, hơn 30 triệu. Đâm là họ Samsung họ tối ưu hóa cực kỳ là nhiều. Thứ nhất là pin và thứ hai là main và thứ ba là màn hình, độ phân giải màn hình là 2K, hơn hẳn những sản phẩm mà đời mới bây giờ. Đấy. Note 8 màu đen này là bản công ty nhá. Đây. Hình thức là máy đẹp là trên 90% đấy ạ. Note 8 màu đen này, nó bút 8 này có hỗ trợ cái bút các bạn mà viết vẽ hay gì rất là ok ạ. Đấy, viết vẽ gì rất ok nhé. Đấy, Note 8 này, Note 8 con này là bản công ty này. Màn hình con này thì nó bị hơi bị phẩy phẩy một tí thôi nhé. Còn màn hình con này thì bị hơi bị phẩy phẩy một tí tí thôi. Thì màn hình con này thì là đẹp, bản công ty con này thì là màn đẹp, màn hình đẹp nhé, không ám ố nhé. Con này màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây ạ. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.800.000 nhé các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp là trên 90% đấy. Máy đẹp bên mình đang bán bạn với giá là 4.800.000 đấy. 4.800.000 đấy. Đấy. 4.800.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 bản công ty 2 SIM 2 sóng này các bạn nhé, hàng mình là sớm nhất. Con này thì là màn đẹp không ám ố gì nhá, bên mình đang bán bạn với giá là 4.800.000 nhé. Đấy, và đây hai con màu gold, lần này về được hai con màu gold và một con màu xám nhé, thì mình sẽ định giá con màu xám cho các bạn luôn này. Đấy, màu xám thì con này thì là màn hình thì nó hơi bị ám một chút thôi, ám nhẹ nhẹ một chút thôi, các bạn để ý kỹ mày thấy nhé. Đấy, hơi ám nhẹ một chút đấy. Đấy, các bạn đi thì mình cậy đấy, mình thấy ạ. Cũng là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, RAM 4GB, RAM 6GB, sorry các bạn, là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Máy đẹp là trên 90%. Đấy, con Note 8 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.200.000. Con này thì gọi là hơi ám nhẹ một tí, các bạn để ý kỹ mới thấy ạ. Bên mình đang bán bạn với giá là 4.200.000 các bạn nhé. Con màu xám này ạ. Đây, và hai con màu gôn. Đấy, hai con màu gôn này. Đây, con này thì là màn hình đẹp này, không ám ố này, con màu gôn màn đẹp không ám ố, nó chỉ bị hơi bị lưu một tí đây thôi.
Đấy, hơi bị lưu một tí góc này thôi. Đấy, con này thì bên mình cũng bán bạn với giá là 4.200.000. Máy rất là đẹp đấy nhá, nó tám màu gold rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Đấy. Và con này nữa. Đây. Con này thì màn hình cũng đẹp luôn. Con này thì màn hình cũng đẹp, chỉ gọi là hơi ám nhẹ một xíu thôi. Hơi ám nhẹ một xíu, tí dưới này thôi. Đấy. Bên mình cũng bán bạn với giá là 4.200.000 các bạn nhé. Đây ạ, máy đẹp 90/90% luôn này. Đẹp leng keng màu gold nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nhớ tay hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số thoại của mình. Và giờ là việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Đấy, ở xa thì các bạn có thể cọc cho mình là 50k, 100k tùy và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, Note 8. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Note 8 thì các bạn mua về chạy Grab, quay vlog, nói chung là quay xem phim, nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Note 8 khỏi phải chê luôn. Thứ nhất là cái main lúc thời điểm là mới ra là rất là đắt. Đâm là bây giờ các bạn dùng những sản phẩm để cũ như này các bạn cực kỳ là bền và chất lượng nhé. Đấy. Note 8 thì ba con này là 4.200.000 này. Và con này thì là gì nhỉ? 4.800.000 nhé, bản công ty nhé. Ba con này là bản Hàn, hai SIM ạ. Tất cả máy hai SIM hết các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc ba chiếc Samsung Note 5. Note 5 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đây ạ. Hình thức là máy còn 90%. Đấy. Máy còn 90% các bạn nhé. Đấy, máy còn 90%. Một hai con màu gold và một con màu xanh đen này các bạn nhé. Note 5 này thì bên mình gì nhỉ? Note 5 này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thì là đây. Hình thức cũng có máy còn 90% này. Đấy, màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch. Đấy, 5,7 inch, độ phân giải của màn hình của nó là 2K. Bọn này Note 5 này mình thì là toàn là màn đẹp nhé. Toàn màn hình đẹp không ám ố các bạn nhé. Tất cả mấy con này là màn hình đẹp không ám ố gì hay lưu ảnh gì hết nhé. Ba cây Note 5 là nhà mình là hình màn hình tất cả đều đẹp, không lưu ảnh hay không ám ố gì nhé. Bên mình chỉ xả cho bạn với giá là 2.1 triệu các bạn nhé, cực kỳ là rẻ. Các bạn mua về Note 5 này tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc cái em nhỏ mà đi học rất ok nhé. Hoặc các bạn học sinh thì mua con này thì có cái hỗ trợ cái nút bút này, các bạn mà viết lách các kiểu rất ok. Note 5 này 2.1 triệu một con nhé, rất là rẻ nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Redmi này. Đấy, hôm nay nhà mình về được con Redmi. Đây, giới thiệu cho bạn mình sẽ xem Redmi gì nhé. Con này là Redmi 5S. Của nó con này là chạy chip qua Qualcomm Snapdragon 665. RAM của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, chạy chip Snapdragon 665 các bạn nhé. Con Redmi 5S này, đấy, Redmi 5S thì mình sẽ đọc sơ cua qua về cấu hình luôn này. Đấy, này, Redmi 5S, hình thức là máy đẹp còn 90/90% nhé. Đấy, màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch nhé. Con Redmi 5S này màn hình nó 6,5 inch. Con này là HD cộng nhé. Đấy, 6,5 inch HD cộng. Redmi 5S thì nó là 2 SIM 2 sóng nhé. Đấy, pin con này là viên bi trang bị viên pin là 5000 các bạn nhé. Con Redmi 5S này pin trang bị là pin 5000. Đấy, của nó là một camera, hai camera, ba camera, bốn camera, một đèn flash và vân tay nhé. Đấy. Nói chung là chạy chip Snapdragon các bạn khỏi chê luôn, quá là ngon. Con Redmi 5S này thì cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.800.000 nhé. Đấy ạ. Con Redmi 5S này, khách dùng rất là dữ ạ. Nói thật với các bạn mua những sản phẩm như này thì các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Pin 5000 các bạn chạy khỏi phải chê ạ. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 5S này tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Đây, Redmi 5S này, đó, 3-4 camera. Mình cũng bảo các bạn rồi, năm 2020 thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Thì mua hàng online các bạn phải chọn thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Rất là ok ạ. Đấy, mua hàng online thì các bạn rẻ hơn thị trường, các bạn ra cửa hàng các bạn mua thì rẻ hơn là cực kỳ là nhiều. Mua hàng online thì các bạn ưng sản phẩm nào các bạn lên kênh của mình chọn và đặt hàng nhé. Rất là đơn giản, mua hàng online thì các bạn mua đặt đơn giản. Các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé.
Đấy, mua hàng online rất là sướng ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo này. À, nhà mình hôm nay về được con Oppo này nhá. Con Oppo này là con Oppo A31 ạ. Đấy, Oppo A31 đấy. Con này thì là máy đẹp trên 90%, máy quá đẹp luôn. Chỉ thiếu một cái hộp là thành máy mới nhá. Con Redmi này thế này. Thật với các bạn, con này cũng chỉ thiếu một cái hộp thôi. Đây. Con này chỉ cần thiếu mỗi cái hộp các bạn bỏ vào là thành máy mới thôi. Redmi thì nó như kiểu là Oppo các bạn nhé. Nói chung nó đổi tên thang thôi. Con Oppo A31 này cũng 1, 2, 3 camera, đèn flash này, vân tay này. Đấy, máy rất là đẹp. Cấu hình con A31 này mình sẽ xem cho các bạn nhé. Con A31 là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Pin con này là pin hơn 4000. Màn hình của nó là cũng là 6,5 inch, của nó là HD cộng nhé. Con Oppo A31 này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.900.000. Đấy, chỉ với hơn 2 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB rồi. Đấy, năm 2020 thì mình cũng đã bỏ các bạn rồi. Thứ nhất là điện thoại rất là rẻ. Tiền Việt Nam thì cực kỳ là mất giá. Các bạn có hơn 2 triệu các bạn đã mua sản phẩm cấu hình cao giá rẻ cho các bạn nhé. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới, tự nhiên các bạn đắt thêm vài triệu bạc nhé. Đấy, mấy con này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, cực kỳ là bền này. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn tiếp này. Con này là con Samsung gì nhỉ? Samsung A30. Đấy, A30 thì con này là bản công ty, 2 SIM, 2 sóng. Mình sẽ xem cấu hình của nó này. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Con nó Samsung A30 đây ạ. Đây. Đây, A30 đây ạ. Đấy. A30 đây ạ. Hình thức là máy đẹp còn 90 trên 90% nhé. Đấy, A30 đây ạ. Samsung nó thật với các bạn, quá là bền luôn. Màn hình con này cũng là 6,4 inch nhé. Nhưng mà màn hình của Samsung thì là màn hình cực kỳ là sắc nét. Màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nhé. AMOLED nhé. Đây, màn hình thì cực kỳ là sắc nét. Còn A30 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhé. 2.800.000. Đấy. Con này bản công ty rất là đẹp đấy. Đấy, tặng kèm bạn một cái ốp da nhé. Đấy, con A30 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.800.000 nhé. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Và giá chỉ với giá là 2.800.000 thôi, cực kỳ là rẻ. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con iPhone 6 Plus này. Đấy, iPhone 6 Plus, con này là bản 64GB nhé. iPhone 6 Plus con này là bản 64GB. Con này thì chỉ bị nứt cái cường lực đấy, mình sẽ bỏ cường lực này. Các bạn. Con này mình sẽ bỏ cường lực ra. iPhone 6 Plus đấy ạ. Đấy. 64GB, con này thì là vân chân vân tay đầy đủ nhá. Đấy, 6 Plus thì hình thức máy còn 90% đấy. Đấy. Con này thì là main zin, màn zin các bạn nhá. Con này thì là mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin nhá. Đấy, vỏ cũng zin luôn. Tại vì con này thì nhất là con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 thôi. Con này là con iPhone 6 Plus 64GB, con này là bản lock các bạn nhá. Con này là bản lock, con này thì main zin, màn zin. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.800.000 nhá, cực kỳ là rẻ. 1.800.000. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách. Hàng lock này cực kỳ là bền. Đấy, 1.800.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus lock 64GB này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Con này các bạn có thể là về các bạn mua thêm một cái sim ghép 50k, 100k các bạn lắp vào là xài vi vu nhé. Sim ghép bây giờ thì đã có hết rồi các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn lock mà các bạn 64GB này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhé. Và hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Đây. Các bạn biết con này là con gì nhỉ? iPhone 11 Pro. Pro nhé. iPhone 11 Pro đây ạ. Đây. iPhone 11 Pro, nhưng mà con này là hàng gì nhỉ? Hàng fake nhá. Hàng fake, hàng Đài Loan các bạn nhá. iPhone 11 F11 là gì nhỉ? Pro Max này. Đây. 11 Pro Max nhá. Đây. 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 Con này là giới thiệu luôn điện thoại luôn này. Đây, iPhone 11 Pro Max, iPhone Pro 11 Max. Đấy, của nó là 3 camera này. Đấy. Đấy. YouTube
Đấy, nó là chạy hàng PK, nó sẽ chạy là hệ điều hành là Android nhé. Đây, YouTube xem nghe nhạc rất là sướng ạ. Nói chung nó cũng nhanh lắm. Các bạn xem phim nghe nhạc cũng nhanh lắm. Đấy. 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 Con này thì hàng fake này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con này thì bên mình Pro Max 11 Pro Max này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000. Thì con này thì mình cũng nói trực tiếp cho bạn là hàng, nó là hàng Fika Đài Loan nhé. Bạn nào thích thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, trực tiếp qua số điện thoại mình đấy nhé. Đây, gần các bạn phải qua trực tiếp cửa hàng mình. Đây thì mình bán hàng thì mình cũng nói luôn là gì nhờ, là hàng con nào thì là hàng Fika fake, con nào là hàng tàu thì mình sẽ nói luôn cho các bạn cho nhanh dễ hiểu. Mai lại mấy bạn lại bảo mình là bán hàng nào thì không nên bán hàng tàu mấy cả bán hàng có tâm một chút mấy các kiểu. Đây ạ, thì mình cũng báo giá trực tiếp rồi, nói chung là tiền thì chỉ ở trong tay các bạn, thì mình cũng không có bắt các bạn phải mua đâu. Đấy thì cũng có đây, mình sẽ báo giá trực tiếp luôn các bạn nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm iPhone 11 Pro Max này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Đấy, các bạn mua, các bạn ra đường thì các bạn có bỏ là các bạn mua máy này 30 triệu thì ai cũng tin các bạn nhé. Tại vì nó làm giống ý lúc luôn, nó chỉ là màu nó hơi dại một chút thôi các bạn nhé. Con này thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn là 1.500.000 và là hàng PK. Đấy, thì các bạn nào thích thì các bạn có thể là nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé. Đấy, không mai là các bạn lại bỏ mình là không nên bán hàng tàu nào thì bán hàng có tâm một chút nào các kiểu ABC. Đấy, thì mình cũng báo trực tiếp rồi mà. Các bạn ưng thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho mình. Đấy, chứ không phải là mình hàng tàu mà mình bảo hàng xịn cho các bạn đâu. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn chiếc sản phẩm Samsung J7 Prime nhé. J7 Prime thì con này đẹp là 90/90%. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng nhé. J7 Prime con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Máy zin nguyên bản, con này là main zin, màn zin. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhé. J7 Prime. Con này là bản công ty. Đấy, bản công ty. J7 Prime bản công ty đó. 2 SIM 2 sóng, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. À sorry các bạn, là 1.600.000 nhé. Mình quên mất nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhé. Đấy, 1.600.000 này. Rất là rẻ cho các bạn nhé. Đây đây. Và cuối cùng đây, nhà mình thì về hôm nay mình về được con này S7e nhé. S7e thì con này là bản gì nhỉ? S7e con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này thì làm màn hình thì nó hơi bị ả một chút thôi. Con S7e này thì màn hình thì hơi bị ả một chút. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.300.000 nhé. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Máy thì đẹp là trên 90%. Màn thì hơi bị ả một chút. Đây, đây nút home thì có hơi chảy một tí nhé. Đấy, bên mình đang bán bạn giá là 2.300.000 nhé. S7e bản công ty 2 SIM này ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhận hàng mình sớm nhất. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm mình đã báo giá trực tiếp và tình trạng của các bạn rồi. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số mà mình đặt hàng nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.